Chúc các bác quay trở lại với cả mình anh Trêu. Rất là lâu rồi thì em cũng không có cập nhật giá thành của dòng TV LG đang bán tại hệ thống bên em. Ngày hôm nay thì sẽ là top các sản phẩm TV LG có kích cỡ màn hình 55 inch phục vụ các bác. Đấy thì các bác nhớ nhấn đăng ký subscribe để theo dõi các clip em quay review, so sánh cũng như báo giá các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn các bác. Cho các bác, trước mắt các bác là khu vực quầy kệ của LG, là chỉ trưng bày sản phẩm của hãng LG mà thôi. Còn xung quanh sẽ có của Sony, của Samsung, của Bala và của cả TCL nữa. Ngày hôm nay sẽ là top sản phẩm TV 55 inch của hãng LG. Cái điều đặc biệt của TV LG trong năm 2021 đó là hãng LG họ không sản xuất các dòng TV có cái độ phân giải Full HD nữa. Thay vào đó là tất cả TV bán trên thị trường sẽ chỉ có dòng TV 4K thôi. Độ phân giải 4K thì sẽ có cái hình ảnh nó sẽ đẹp gấp 4 lần so với cả TV Full HD. Em sẽ có các clip cập nhật các cái mẫu mới nhất của TV LG năm 2021. Còn trong cái khuôn khổ của video ngày hôm nay thì sẽ là top các TV giá thành từ thấp đến cao của phân khúc TV 55 inch. Mã hàng đầu tiên mà em muốn giới thiệu với các bác là đó là cái mẫu 55UL7000 PTA. TV 55 inch độ phân giải 4K rẻ nhất của LG. Con này thì đang bán tại Ecomart với giá là 10.590.000. Các bác được tặng kèm theo một cái lẩu điện, không lấy lẩu điện trừ thêm 400.000 nữa. Tức là giá thành đang về còn 10.190.000. Nhanh về cái mẫu TV có giá xấp xỉ 10 triệu này của LG, thì con này sẽ có thiết kế của nó là viền nhựa plastic màu đen. Đấy. Chưa có sở hữu thiết kế tràn 3 viền như các dòng TV khác. Tuy nhiên thì cái ưu điểm của con này là giá thành rẻ, chất lượng hình ảnh, độ phân giải 4K và nó có cái hệ thống các ứng dụng. Các bác có thể là giải trí, xem truyền hình, xem phim, xem thể thao với khá là đủ, nó không có thiếu cái ứng dụng cơ bản nào cả. Với cái mã này thì các bác có thể là xem rồi tải các ứng dụng trong cái kho ứng dụng như em đang quay đây, thì tất cả các ứng dụng nó sẽ tập trung hầu như là những ứng dụng nào được sử dụng nhiều, phổ biến và nhiều người tìm kiếm thì nó sẽ đề xuất ở phía bên trên, như Clip TV này, FPT Play, Zing TV hay Nhạc Của Tôi. Đấy. Con này thì có thiết kế là chân đế chống hai bên, chân đế chữ V bằng nhựa chống hai bên theo kiểu truyền thống. TV LG thì sẽ có hai kiểu chân đế, đó là chân đế bán nguyệt và chân đế chữ V chống hai bên. Tuy nhiên thì cũng nhìn vào thiết kế, nhìn vào chân đế thì các bạn có thể thấy được cái phân khúc TV nó được thể hiện như thế nào, giá thành từ đó mà cũng thay đổi. 10.190.000, TV này bảo hành 2 năm. Hệ thống các cổng cái lối thì cũng không có thiếu cái cổng gì cả, đủ hết các cổng từ HDMI, cổng USB, cổng mạng, internet có dây, và nó là TV rẻ nhất trên thị trường hiện tại. Rất hiếm TV có giá xấp xỉ 10 triệu, độ phân giải 4K và đầy đủ tính năng, đầy đủ các ứng dụng giải trí như mẫu 55UL7000 này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ sang mẫu TV thứ hai của LG. Mã hàng thứ hai của LG trong cái khuôn khổ clip ngày hôm nay em quay phục vụ các bác đó là cái mẫu 55UL7400 PTA. Con này thì có giá thành sau khi trừ hết quà thì còn khoảng 12.890.000, 12.900.000, đắt hơn so cả mẫu ở vị trí số 1 của 55UL7000 đến gần 3 triệu, 2.890.000. Con UL7000 giá khoảng 10.100.000 thôi. Thì về tổng quan thì thiết kế của thằng UL7400 này nó sẽ có cái chân đế khác biệt hơn so với cả con UL7000. Chân đế bán nguyệt hình vòng cung, chất liệu bằng nhựa plastic màu đen. Đấy các bác nhìn này. Đối với các bác mà để kệ thì đây sẽ là một cái lựa chọn có cái thẩm mỹ cao hơn so với cả con UL7000. Thường thì TV thì với các bác có cái không gian để kệ rộng rãi thì sẽ ưu tiên TV để trên mặt kệ và nó có cái thiết kế như vậy.
Còn đối với các bác mà treo tường thì những thiết kế có cái chữ V chống hai bên chân đế ấy, thì các bác sẽ phù hợp hơn, bởi vì các bác sẽ không sử dụng đến cái chân đế đó khi treo nó lên tường. UL 7400 thì cũng chưa có sở hữu thiết kế tràn viền, tuy nhiên thì chất lượng hình ảnh nó sẽ đẹp hơn với cái độ tương phản cũng như độ sâu của màu sắc trên cái con UL 7400 này sẽ cao hơn so với cả con UL 7000. Con này thì có cái công nghệ xử lý Cascore Processor 4K này. Đấy, trên UL 7000 ở phần 1 thì nó không có cái này. Rồi 7400 thì cũng tích hợp cả Magic Remote. Magic Remote là một cái điều khiển thông minh của LG. Các bác có thể tìm kiếm giọng nói, rồi tương tác với cả TV qua trợ lý ảo với cái công nghệ trợ lý ảo của Google Assistant. Hệ điều hành trên thằng UL 7400 thì cũng là hệ điều hành WebOS chứ không phải là hệ điều hành Linux như cái con 7000 ở phần đầu. Với WebOS này thì hệ thống các ứng dụng được bố trí ở bên một trên một cái dòng menu ở bên dưới của TV. Có thể các bác dùng điều khiển di chuyển trái phải, lựa chọn OK thì tất cả các ứng dụng nó sẽ được đề xuất ở cái này. Từ cả trình duyệt web rồi các cái tính năng của TV thì cũng được bố trí ở bên dưới. Nói về hệ điều hành thì đây là một trong những dòng TV có cái hệ điều hành dễ sử dụng nhất, phù hợp với mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, từ người già cho đến trẻ nhỏ, thì chỉ cần các bác thao tác một vài lần là các bác đã có thể sử dụng được TV rồi. 7400 thì còn có cả công nghệ Bluetooth, các bác có thể tách được âm thanh từ TV ra dàn loa tai nghe Bluetooth dễ dàng và đơn giản. Cái hay của nó chính là con Magic Remote với khả năng có con trỏ màu đỏ, các bác có thể di chuyển con trỏ, lựa chọn bất cứ tính năng chương trình nào trên màn hình TV như trên màn hình của máy tính vậy, rất là dễ dàng và mượt mà. Vị trí số 2, 55UL 7400 với giá 12.900.000 các bác nhé. Tiếp theo em sẽ đến một sản phẩm thứ 3. Vị trí số 3 em muốn giới thiệu với các bác là mẫu mới của năm 2021, 55UP7550PTC. 2021 thì LG ra mắt các dòng như UP7550 hoặc UP8100. Thì thằng UP8100 ở cái clip trước em quay các bác xem thì nó sẽ cao hơn cái con UP7550PTC này. Cao hơn cái gì? Một lát nữa em sẽ di chuyển qua con đó để phục vụ các bác. Nhưng nói về cái mẫu UP7550PTC này thì về cơ bản thì các bác có thể so sánh với nó cái mẫu UL7400 mà em vừa quay ở vị trí số 2. Tuy nhiên thì giá thành con này nó sẽ cao hơn, với giá là 14 triệu 590, tức là nó sẽ đắt hơn con kia khoảng gần 2 triệu. Con kia là 12.9 và con này là 14.6, 2.9 và 4.6 đấy, thì nó sẽ chênh nhau khoảng gần 2 triệu các bác nhé. Công nghệ thì nó y hệt, không có khác gì cả. Thiết kế thì nó chỉ khác nhau 55UP7550C là chân đế chữ V chống hai đầu, còn thằng UL 7400 ở vị trí số 2 là chân đế nhựa bán nguyệt chính giữa. Thời điểm này nếu mua thì các bác nên mua con UL 7400 bởi giá thành tốt hơn, chân đế vững đẹp hơn. Còn về Magic Remote, Bluetooth các thứ thì thằng UP7550C này giống như hệt, không có khác gì cả. Đấy, đơn giản là nó chỉ khác nhau với chân đế thôi, là mẫu thay thế của 7400 trong năm 2020. 7550PTC em đang quay đây là 2021 các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi qua con UP8100 cao hơn con này để xem nó khác gì con này và giá thành ra sao. Quay phục vụ các bác là con 55UP8100PTB cao hơn con 7550PTC ở vị trí số 3, và nhìn qua thì nó sẽ có cái thiết kế sang và bóng bẩy hơn, đẹp hơn cả 7500PTC ở vị trí số 2 và số 3. Thì con UP8100 này sẽ có sở hữu thiết kế tràn viền ba cạnh. Với những chiếc TV có sở hữu thiết kế tràn viền thì cái khung hình rộng hơn, thẩm mỹ cao hơn, và hơn hết là các bác sẽ nhìn một cái bề mặt phẳng trên cái không gian mà các bác xem cái chương trình, nhìn nó khá là đẹp và tinh tế. Con này thì có giá thành sau khi trừ hết quà là còn 15 triệu 590, đắt hơn so với con 7550C đến 1 triệu, sở hữu thiết kế đẹp hơn, chân đế bán nguyệt. Và cái mã hàng này thì nó là mã mới của 2021, có tích hợp cả Magic Remote rồi. Hệ điều hành trên con UP8100PC này nó cũng vượt trội hơn so với cả con 7550C
7550 thì nó là web OS cũ, web OS 5.0. Còn app 8001 là web OS 6.0 với cái giao diện thay đổi hoàn toàn, với hệ thống ứng dụng được bố trí sâu ngay bên màn hình của TV, sâu toàn màn hình luôn. Đấy các bạn nhìn này. Rồi từ ứng dụng giải trí, các bảng cài đặt, các cái kết nối thì nó được sâu ra. Và các bác chỉ cần di chuyển là các bác có thể lựa chọn ngay các cái chương trình để có thể là xem và trải nghiệm. Đắt hơn 1 triệu, nên là thời điểm này nếu mà các bác lựa chọn những mẫu TV mới của 2021 thì các bác nên lựa chọn con app 8001 này thay vì con 7550 PTC. Cái giao diện của webOS 6.0 này thì có vẻ là nhìn hơi rối, tuy nhiên thì chỉ sau vài lần sử dụng là các bác có thể là hình dung và lựa chọn ứng dụng rất dễ dàng, không phải tìm kiếm, không phải đi tìm cái tập thư mục, tập menu để truy cập vào rồi mới đi tìm từng ứng dụng một. Đây nó sâu ra ngoài màn hình để các bác xem luôn. 2021 thì có thể coi con app 8001 này là mẫu cao nhất trong phân khúc TV LED, cao hơn của TV LED là TV LaLoSelle, tức là màn hình QLED. Thì bây giờ em sẽ đi qua nhanh những cái mẫu TV màn hình QLED có giá tốt của LG để các bác cùng xem. Cao hơn TV LED 4K đó là TV QLED, hay còn gọi là TV LaLoSelle của LG. Và hai cái mẫu có giá tốt nhất hiện tại thời điểm tháng 7 này, các bạn nên tham khảo, đó là 55 LaLo 81 và 55 LaLo 86. Nói về màn hình của LaLoSelle thì sẽ có cái công nghệ màn hình chấm lượng tử. Các bác sẽ nhìn cái chất lượng hình ảnh thể hiện trên màn LaLoSelle nó trong, đẹp và rực rỡ hơn rất là nhiều so với cả TV LED như các dòng UP 8001 hoặc UL 7400. Con LaLo 81 này là mẫu của năm 2020 và giá thành tại thời điểm em đang quay đây có giá là 14.8 triệu, tức là nó sẽ đắt hơn có mấy trăm nghìn so với cả con UP 8001 thôi. Nhưng thằng 8001 thì chỉ là màn LED thường, không phải là TV LaLoSelle như con LaLo 81 này. Thiết kế của nó là thiết kế viền kim loại, không phải viền nhựa, tràn viền ba cạnh, chân đế bán nguyệt, sử dụng Magic Remote. Nói về LaLo 81 thì quay vô vàn các clip rồi, nên em sẽ không quay nhiều. Và thời điểm này nếu để lựa chọn so sánh giữa con UP 8001 và con LaLo 81 này thì các bác nên lựa chọn con LaLo 81. Thằng 8001, UP 8001 của 2021 so với cả LaLo 81 của 2020 này thì nó chỉ khác nhau về cái hệ điều hành webOS 6.0. Còn về hình thức thiết kế, chất lượng hình ảnh thì nó sẽ không được bằng con LaLo 81 này. 14.790, 14.800 các bác nhé. Bây giờ em sẽ di chuyển qua tiếp một mẫu nữa cao hơn cái mẫu LaLo 81 này để các bác tham khảo. Chúc mừng các bác là 55 LaLo 86 cao hơn cả con LaLo 81 của 2020. Mẫu LaLo 86 của LG cũng là dòng TV LaLoSelle sở hữu cái công nghệ màn hình chấm lượng tử, hiển thị 100% dải màu, hình ảnh rồi độ sâu, độ tương phản như các bác đang xem một đoạn demo đây, nó trong và sắc nét hơn rất là nhiều so với các TV không có công nghệ này. Đắt hơn so với cả thằng 55 LaLo 81, con này trừ hết quà thì còn khoảng 16 triệu, 16 triệu 8, con kia 14 triệu 8 và con này 16 triệu 8, rồi chênh nhau đến 2 triệu. Nhưng mà con này thì có sử dụng cái con chip Alpha 7 thế hệ 3, chip mà LG sử dụng trên các cả cái dòng TV OLED. Đấy. OLED là một cái phân khúc khác, và trong clip này em chỉ quay những chiếc TV LED, công nghệ màn hình LED thôi. 14.800 với LaLo 81 và 16.800 với LaLo 86. Thì thằng 86 này còn có một cái hơn so với cả thằng LaLo 81. Nó sở hữu thiết kế cũng là viền kim loại, nhưng là viền kim loại màu bạc, không phải màu đen như con LaLo 81, chân đế bán nguyệt, Magic Remote. Nhưng mà thằng này thì có cái công nghệ tần số quét đến 120Hz. Tần số quét của con này cao hơn gấp đôi so với cả con LaLo 81. Với 120Hz này thì các bác xem thể thao, xem phim hành động, những cái khung hình chuyển động nhanh thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều so với cả LaLo 81. Đấy là lý do tại sao nó đắt được hơn đến 2 triệu. Đơn giản là một mẫu TV có độ phân giải 4K, màn hình LaLoSelle, tần số quét 120Hz. Thì 2020 nó có giá thành rất là cao, khoảng hơn 20 triệu. Và thời điểm này tháng 7 2021 thì đang bán còn khoảng 16 triệu 8, gần 17 triệu thôi.
đây là một lựa chọn tốt cho phân khúc TV dưới 20 triệu mà các bác đang muốn xem và tham khảo. Đấy, thì tất cả các mẫu TV bên em bán thì đều giao miễn phí tại khu vực thành phố Hà Nội. Các bác trên toàn quốc thì sẽ báo các bác thêm phí của bên quân đội Viettel. Đấy, sẽ giao về tận nhà cho các bác trên toàn quốc. Các bác để lại thông tin hoặc gọi qua 0974 178 566 thì bên em sẽ hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác.